Thân mến chào các em. Hôm nay thầy trò lại gặp nhau về bài học phân phối chuẩn. Như thầy đã nói, một trong những phân phối quan trọng, cực kỳ quan trọng các em. Và nó chiếm tỷ lệ thời lượng về phân phối của cái bài này đó cũng là khá nhiều ở trong chương trình. Và đề thi thì không thể nào bỏ qua cái phân phối này, tại vì đây là đặc trưng của cái môn học xác suất thống kê. Phân phối chuẩn mà chúng ta không biết thì đồng nghĩa là chúng ta chưa hề học về môn xác suất thống kê. Vậy mà cái phân phối chuẩn thì các em phải nhớ nha. Bài tập thi thế nào về thời lượng cũng như là về mật độ, phân phối chuẩn sẽ chiếm một tỷ trọng khá nhiều ở trong cái chương trình thi. Như thầy đã nói, rất quan trọng. Bây giờ để khỏi mất thời giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ giải lại cái đề thi, một cái đề ví dụ của tuần trước thầy đã nói nha. Hôm trước thầy chỉ giải được cái câu A thôi, tức là thời gian chờ đợi của khách hàng với xe buýt ấy, thì là phân phối chuẩn các em. Nó có cái mui tức là 4.5 phút, trung bình là sẽ có một chiếc và sigma của nó là 1.1. Câu A là ta đã tính được tỷ lệ khách hàng phải chờ xe buýt từ 3.5 phút cho đến 6 phút và quá 6 phút, phải không? Bây giờ ta sẽ tính cái câu B, thời gian phải chờ tối thiểu là bao nhiêu nếu không để quá 5% số khách hàng phải chờ xe buýt mà vượt quá thời gian đó. Bây giờ ta sẽ gọi, người ta kêu tìm cái gì thì mình sẽ gọi cái đó là biến nhá. Thì câu A thầy đã giải rồi nhá các em. Tí nữa nếu có thời gian thì thầy sẽ chỉ các em tra cứu trên Excel nhá. Bây giờ ta sẽ giải qua câu B các em. Ta gọi x0 là lượng thời gian cần tìm và ta có cái bài tính của ta chính là tìm xác suất để sao cho x lớn hơn cái thời gian x0. X0 là chưa biết nhá, x0 là chưa biết. Nhưng mà ta biết là cái xác suất để mà x lớn hơn cái khoảng thời gian đó là bằng bao nhiêu? Là bằng bao nhiêu? Là nhỏ hơn, tối đa nhỏ hơn là 5 phút đây các em. À, tức là 5% chứ. Bài toán cho mình là 5%, đúng rồi. Tức là x mà lớn hơn x0 đó, tức là cái diện tích ở phần phải thì nhỏ hơn là 0.05. Đấy. X0 ta chưa biết, x0 ta chưa biết nhá. Bây giờ ta sẽ tìm x0 qua cái phương trình của cái câu A như thầy đã nói rồi. Ở đây nó không có cái vế thứ hai, có nghĩa ở đây là x1 phải không các em? Là x1 không có x2. Theo đúng công thức phải có x1, x2. Nhưng mà ở đây phải nhắc lại, x2 của nó chính là bằng cộng vô cùng nhá. Như vậy là x2 của ta là cộng vô cùng. Và như vậy cộng vô cùng trừ mui chia sigma thì nó cũng là cộng vô cùng thôi. Và như vậy phi của cộng vô cùng như tuần trước thầy đã nói, nó chính là bằng 1/n, 1/2, phải không? Còn cái x1 ở đây chính là x0 của ta thì vẫn như cũ, không hề thay đổi. Ta vẫn phải để nguyên như vậy. Và vì bài toán cho ta là cái này nhỏ hơn, xác suất này nhỏ hơn là 5%, không? Nhỏ hơn 5%, không quá 5%. Cho nên ở đây ta có cái bất phương trình này. Đó. Như vậy là 0.05, ở đây chính là 5% của bài toán người ta cho. X0 chưa biết, giờ ta phải giải cái bất phương trình này. Phi là hàm cha bằng B, đúng không? Cha bằng B. Như vậy để giải cái bất phương trình này thì ta sao nào? Ta chuyển cái hàm phi này qua bên phải và 0.05 này ta chuyển sang bên trái, đúng không? Thì ta có cái gì? Đấy. Chuyển này sang thì phi của nó phải lớn hơn 1/2 trừ 0.05 thì là còn 0.45. Đấy. 0.45 thì nó sẽ bằng phi của 1.65. Đây.
Chính vì thế mà ta luôn luôn phải có cái bảng B, chứ không dùng máy ở đây được. Ta dùng máy tính vào túi ở đây thì thua các em. Các em làm sao tìm ra được 1.65, phải không? Chỉ có nước mò trên máy thì cũng được, thì cũng được, nhưng mà rất lâu. Ở đây ta phải tra bảng B, phải có cái bảng tra, tức là ta tra ngược đó các em. 0.45 là giá trị, nhưng mà biến thì người ta cho chưa cho, thì mình phải tìm cái biến phi của cái biến nào đó để bằng 0.45, phải không? Bình thường là mình phi của cái biến nào người ta cho thì tìm ra được cái giá trị liền. Nhưng mà đây cho giá trị, tìm biến thì ta phải tra bằng ngược nhá, tra bằng ngược, và nó bằng 1.65 các em. Đấy, như vậy ở đây phi, nhớ phi là cái hàm đồng biến, cho nên là bỏ hai cái phi này đi thì bất phương trình vẫn không thay đổi, bất phương trình vẫn không thay đổi, đúng không? Thì ta có cái bất phương trình này, ta nhân lên và ta chuyển về. Như vậy x0, đáp số của ta x0 chính là 6.315. Có nghĩa là gì? Đây là 6 phút.3.15. Đó, nếu mà lớn hơn cái này thì chiếm khoảng 5% thôi. Thời gian mà lớn hơn 6.315 phút thì chiếm tối đa là 5%. Đấy. Nhá. Như vậy ở đây với cái câu B này là ta phải tra bảng ngược. Có nghĩa là ta bắt buộc ta phải có bảng rồi. Đối với học sinh các em thì bắt buộc phải có bảng, vào vòng thi phải có bảng. Không được mang laptop, đúng không? Laptop thì thầy sẽ chỉ, bằng Excel thì mình không cần phải bảng, là như sau. Đây nhá, bây giờ một lần nữa nha. Bây giờ ta xem nè. Bây giờ thầy sẽ tra cái bảng này bằng cái hàm ngược nhá. Hàm ngược tức là cho 0.45 tìm ra 1.65 thì ta sẽ tra bằng Excel là norm S nha. S ở đây là simple. Normal, S là symbol, invert là invert là tiếng Anh nó là đảo, ngược. Như vậy là norm của S invert 0.5 cộng cho 0.45 sẽ là 1.65. Ở đây tại sao ta lại phải cộng 0.5 ở đây? 0.5 ở đây. Vì thầy đã nói hàm Excel là nó tính từ bên trái qua, nó tính từ bên trái qua, cho nên ở đây của ta thì ta lại dùng cái hàm phi của ta lại tính từ giữa đi sang bên phải, cho nên nó bị vắng cái 0.5 một nửa ở bên trái, cho nên ta phải thêm cái 0.5 vào. Như vậy để ở đây bằng 0.45, để ở đây là xác suất là 0.5 thì x của nó sẽ là 1.65. đây nhá, thầy làm sang bên Excel nhá, sang bên Excel nào. Bây giờ thì phóng to cái này ra một tí nha, bằng nè ha, norm S kem mà S là symbol inverse, đó, probability của ta là 0.5 cộng cho bao nhiêu, 0.45 nha, 0.5 cộng .45, phải không? Ta enter nè. Đó, 1.65, gần như là 1.65, đúng không các em? Tức là tính từ trừ vô cùng cho đến 1.65 này đó, thì cái diện tích cả từ bên trái sang đó, nó chính là 0.95 các em, đúng không? Đấy. Quay về bài học nhé. Đó. Đó, 1.65 các em. Đó. Cái khó là cái ta tra cái bảng ngược bằng Excel, ta phải nhớ là Excel lại thiết kế là từ trái sang phải. Cái hàm phi của ta đó thì lại thiết kế từ giữa, từ 0 cho đến cộng vô cùng. Đấy. Thì ngoài ra một số sách
ở nước ngoài chẳng hạn, ở Mỹ thì họ lại thiết kế không dùng cái hàm phi của ta, mà lại họ dùng giống như Excel, tức là từ trừ vô cùng cho đến cái giá trị x. Nhưng mà mấy cái đó là ý thích và quan điểm của người dạy và quan điểm của cái người thiết kế. Cho nên học xác suất, bảng tra học của đối tượng nào, thầy nào, trường phái nào thì mình tra đúng cái bảng tra đó thì nó mới đúng. Còn không thì nó dễ bị sai lắm. Tại vì như thầy đã nói, nó có 3 trường phái. Trường phái thứ nhất là ở bên phải, trường phái thứ hai là bên trái, và trường phái của mình á thì đây là ở giữa, tức là dùng cái hàm phi là trường phái ở giữa đi từ không, phải không? Đó. Hàm bên trái có nghĩa là đi từ trừ vô cùng cho đến x, còn hàm bên phải đi từ x cho đến cộng vô cùng. Đó là 3 cái trường phái khác nhau, trường phái nào cũng được. Cho nên là ta tra, ta nhớ, ta phải học, tra kiểu gì cũng được, nhưng mà ta phải biết ý nghĩa thì ta mới tra được. Còn không thì ta sẽ bị dễ bị nhầm lẫn, tạo hỏa nhập ma. Học cái này nhưng mà lại tra bảng khác mà ta lại không biết ý nghĩa thì là sai nhá. Cho nên học ta phải biết ý nghĩa của, biết định nghĩa, biết ý nghĩa của cái hàm, người ta định nghĩa như thế nào, sách khác định nghĩa như thế nào, Excel định nghĩa như thế nào. Đấy là như vậy. À, cái này nó hơi khó, là cái ta phải áp dụng. Nhưng tốt nhất á, các em nên học thầy nào đúng trường phái đó thì mình tra đúng cái bảng đó. Thì hầu như ở đây dùng bảng phi rất nhiều các em ạ, hàm phi rất nhiều. Ở Việt Nam thì ta lại dùng cái hàm phi rất nhiều. Ở Mỹ thì người ta không dùng hàm phi, ta dùng cái hàm P đó, cái hàm mà giá trị ở bên trái, và right ở bên phải. Đấy. Ở đây mình dùng giữa. Rồi, bây giờ ta sang ví dụ 3 nè. Ví dụ 3, bây giờ cho nhá. Cho x thuộc vào chuẩn 4.5 và 1.1, cũng giống như cái bài này thôi, giống như bài này. Bây giờ thầy sẽ dùng VN570MS để tính nè nhá. Tính cái gì đây? Ta tính cái này. Tính xác suất để x nó rơi trong cái khoảng 1.5 và 3, và tính xác suất x nó rơi trong khoảng -1.5 và 4. Thì mình thấy đây chắc là cái này phải nhỏ hơn cái này rồi. À, phải không? Này nó phải lớn hơn, tại vì nó bao cả cái này. Cái khoảng 1.5 cho đến 3 nó nằm lọt thỏm ở trong cái -1.5 cho đến 4. Thì xác suất này chắc chắn phải lớn hơn rồi, phải không? Giờ ta tính cái này coi xem sao nhá. Ta tính cái này. Và như vậy là dùng cái máy tính bỏ túi nè. Dùng máy tính bỏ túi để ta tính nha. Dùng máy tính bỏ túi để ta tính. Giờ ta tính cái này. Ta tính cái này. Thì như thầy đã nói đây, thầy dùng cái hàm Q nhá. Thầy sẽ dùng cái hàm Q là cái hàm phi của ta đó nhá. Tức là Q của 4.5 trừ 1.5 đây nè. 4.5 trừ 1.5. Ở đây thầy đổi lại mà, đúng không? Đây thầy dùng cái hàm Q. Đúng ra là phi của ta là 3 trừ cho 4.5 chia. Nhưng mà thầy đổi dấu lại luôn, đổi dấu lại nhá. Thầy đổi dấu lại. Thầy đổi dấu lại đây. Như vậy, thầy bấm máy nha, thầy bấm máy nào. À, thầy để trên này nhá. Như vậy thầy sẽ tính nè. X nó rơi trong khoảng 1.5 cho đến 3. Giờ thầy bấm máy nha. Thầy bấm máy đây, thầy chọn standard số 1. Nhá. Bây giờ thầy sẽ dùng cái hàm Q shift this ở số 2 các em. Số 2. Nhá. 3 trừ 4.5. 3 trừ 4.5 chia cho 1.1. Nhưng mà tại vì cái hàm Q trong cái máy này á, thì nó lại tính cái âm nha. Nó không tính âm được, cho nên là ta phải đổi lại, ta phải đổi lại. Tức là lấy cái lớn này nè, cái này thì nó âm, cho nên ta chuyển về thì ở đây ta phải chuyển đổi cái dấu là dấu trừ. Còn cái này đó là 1.5, nhớ nhá, 1.5
trừ 4, 1.5 trừ 4.5 chia cho 1.1 thì nó là dương các em. Như vậy là thầy sẽ tính lại quy của 4.5. Đấy, vậy là quy của 4.5 trừ 1.5 thì ra là bằng bao nhiêu? Thì ra là bằng 3, 3 chia 1.1 đúng không? 3 nè chia nè 1.1 nè, thấy không các em? Thì đóng ngoặc vô nè, trừ, trừ, ta đổ dấu luôn mà nhá. Ở đây thầy tự đổ dấu luôn, chứ nếu mà để nguyên á thì mình tính ra thì nó cái hàm quy nó chỉ tính cái biến dương thôi, ta phải tự đổi. Vậy trừ cho 4.5 trừ 3 sẽ là 1.5 chia 1, vậy là quy shift this game. Xin lỗi, shift this này nè, đó là số 2, bấm số 2 đấy, trừ quy của 1.5 chia cho 1.1, 1.5 đúng không các em? Rồi xin lỗi thì bấm sai rồi, 1.5 chia 1.1 đúng không các em? Thì đóng ngoặc vô nè, đóng ngoặc vô thầy enter nè, đó như vậy nó bằng đây 8.315% các em. Đây giống như số này, xác suất nhỏ đấy, phải không? 8.315% đấy nhá. Còn bây giờ thầy cũng tính cái này luôn nhá, tính cái này ở đây cái đồ thị này em. Trước khi thầy tính cái này thầy nói về cái đồ thị, trong cái khoảng mui của ta là 4.5 nó ở giữa nè, nhưng mà ta tính cái diện tích từ 1.5 cho đến 3 nè, chính là cái diện tích nhỏ này đây nè, cả cái diện tích này bằng 1, như vậy là cái diện tích nhỏ này nó chỉ cho ta là 8.31% thôi, diện tích bé này nè của câu thứ nhất này nhá, diện tích bé của câu thứ nhất các em. Đấy, diện tích bé này nè. Bây giờ ta sẽ tính trừ 1.5 cho đến 4. Đây thì cái diện tích nó lớn hơn một tí, trừ 1.5 là nó ở cái phần âm, cho đến 4 thì nó sẽ là cái diện tích lớn hơn một tí và nó sẽ ra là 32% nha. Thì mình tính tương tự như cái này nhá, mình tính tương tự như cái này nhá, mình tính tương tự thì ta sẽ ra được là 32% nhá. Đi giờ nào, đi giờ thầy sẽ tính cái này nhá, trừ 1.5 rơi trong khoảng trừ 1.5 cho đến 4 của 4.5 và 1.1 nha, thì tính bằng Excel. Còn về máy tính thì thầy nghĩ các em bấm cái này bằng máy tính bỏ túi thì đơn giản rồi, đồng ý không? Tương tự như cái ở cái ví dụ trước đây nè, cái ví dụ cái hàng này thì bấm tương tự, cái hàng sau thì ta sẽ ra được 32.4%, nó sẽ cho ta cái hình này. Đấy, thầy vẽ cái hình luôn. Rồi trong cái khoảng trừ 1.5 cho đến 4 thì cái diện tích hình xanh nó to ở khoảng 3, nó chiếm 32.4% cả cái diện tích đồ thị này. Còn cái đầu nó chỉ chiếm 8.31% cả cái diện tích bằng 1. Đấy nhá. Bây giờ thầy sẽ làm cái này bằng Excel nhá, bằng Excel nè, bằng Excel. Bây giờ thầy sẽ tính nha. Thầy sẽ tính xác suất từ trừ 1.5 cho đến 4 nhá. Thì thầy sẽ tính là bằng nè, norm nè, norm this, thấy không? Đó, nó kêu là ta vào x của ta ở đây là lấy cuối trừ đầu nhá. Thầy lấy cuối trừ đầu, x của ta là 4, x2 mà là 4. Standard mean của ta ở đây là mean, có nghĩa là kỳ vọng đó các em, kỳ vọng là 4.5 đúng không? Standard deviation là 1.1 các em, đúng không? Community của nó là 1 đúng không? Rồi ta enter đấy. Còn cái này ta kéo xuống đây để ta tìm cái x1 của ta sửa lại thôi, ta sửa lại cái này là 4 thì ta sửa lại là mấy các em? Trừ 1.5 đấy, đây nè, thì sửa trên bảng đây nè, sửa cái hình đây nè,
nhá. 4.5 nguy, và cái này vẫn y như cũ, thầy enter thôi đó, và thầy lấy hai cái này thì trừ cho nhau là xong, phải không? Cái này nó quá nhỏ, phải không em? Này trừ cho, trừ cho anh này đó, thì ra tất là 32.47% nha. Nhá, đây thầy đánh F2 để các em ghi lại công thức nha. Norm this, cái này tổng quát, phải không các em? 4 nè, 4 là cái x2, đúng không? Rồi đến gì? Rồi đến mu 4.5, rồi đến sigma 1.1, và commonality của nó là 1 nhá. Tương tự cái x1 á, x1 á thì nó là trừ 1.5 đây, trừ 1.5, 4.5 mu và sigma là 1.1, commonality của nó là 1, mà lấy hai cái này lấy cuối trừ đầu thì ta ra được cái này 32.47% các em nhá. Đây thầy dùng công cụ Excel đấy, thì các em nào mà có laptop thì dùng Excel để kiểm tra lại thì nó nhanh hơn, nó nhanh hơn và nó visual hơn. Mấy cái hàm này ta đánh cũng visual hơn là ta bấm máy, ta bấm máy thì nhanh hơn đấy, bấm máy thì nhanh hơn, nhưng mà ở trên màn hình laptop thì ta có thể chỉnh sửa, nó visual cho nên ta chỉnh sửa được dễ hơn, copy lên xuống dễ dàng hơn, phải không? Như vậy thầy cũng đã giới thiệu các em về những cái công cụ tính nha, công cụ tính. Bây giờ ta sang một ví dụ nữa. Nếu cho x thuộc chuẩn 5 sigma bình, sigma chưa biết, và nếu người ta cho cái xác suất x lớn hơn 9 bằng 0.2, bây giờ tính cái gì? Bây giờ ta phải tính cái sigma này, tính cái sigma bình. Thì lại một lần nữa, ở đây sigma chưa biết thì ta nhớ là ta phải tra cái bảng ngược, ta cũng lại viết lại cái phương trình đó, ta viết lại cái phương trình từ cái bảng hàm phi đó, và bắt đầu ta tra bảng ngược để ta tính lại cái sigma. Phương pháp nó cũng rất đơn giản như vậy nhá. Giờ thầy viết lại cái này, thầy viết lại cái phương trình này nè, x lớn hơn 9 và bằng 0.2, thầy viết lại đây, x lớn hơn bằng 9 nhá, nhỏ hơn cộng vô cùng, cho cái biến này vào là biến x2 của mình, x1 là 9. Một lần nữa mình viết lại đúng cái công thức phi của x2 trừ mu chia sigma, trừ phi của x1 trừ mu chia sigma bằng 0.2. Bây giờ sigma ta chưa biết, sigma ta chưa biết, cái này thì bằng bao nhiêu các em? Hàm này thì tất nhiên rồi, hàm này sẽ bằng một nửa, tức là 1/2, phải không? 1/2 ta lại chuyển cái này là phi của 4 chia sigma, ta lại chuyển 0.2 sang, ta chuyển hàm phi này sang thì ta sẽ có cái phương trình sau, tức là phi của 4 trừ cho sigma bằng 0.3. 0.3 một lần nữa ta lại tra bảng ngược các em, tra bảng ngược thôi, ta phải tra bảng ngược thì nó chính là phi của 0.85 sẽ bằng 0.3, hoặc là các em dùng norm inverse, norm S inverse nhé, norm S inverse, để norm S inverse các em cộng cho 0.5 vào thì nó sẽ ra là 0.85 đó, norm S inverse nhé, của 0.5 cộng cho 0.3 là 0.8 thì norm S inverse của nó sẽ ra là 0.85, và ta giải phương trình này thôi. Đấy, phương trình này tìm được sigma ta bình phương lên thì sigma bình của ta chính là 22.14%. Vậy là đụng những bài toán này là ta phải tra bảng ngược rồi, mà dứt khoát các em phải có cái bảng số nhá, để các em tra thôi. Hiện nay vòng thi thì chưa cho phép các em mang laptop vào,
đúng không? Chờ đến khi nào laptop mà nó phổ thông như là cái máy tính vào túi thì lúc đó đề thi thầy nghĩ nó sẽ cho đề thi dưới dạng mở mà khó hơn. Còn hiện nay tại vì cái tính chất đồng đẳng về nghèo giàu nó cũng như là cái laptop chẳng hạn, nó vẫn còn hơi mắc với một sinh viên bình thường, cho nên chưa cho phép mang vào phòng thi. Tương lai thì nghĩ tương lai không xa thì tất cả những cái đề thi dưới dạng mở, và các em có quyền mang laptop vào, thậm chí mang cả tài liệu vào thi. Đấy. Nhưng lúc đó đề thi khó hơn, phải không? Đề thi đánh đố nhiều hơn, đánh đố nhiều hơn. Hiện nay thì là các em phải mang cái bảng tra vào để mà tra bảng ngược nhé. Bây giờ ta sang một cái mục khác. Mục này có những cái bài toán phức tạp hơn, đó là hàm của biến ngẫu nhiên. Vậy phân phối chuẩn nhá, phân phối chuẩn là ta đã học qua. Bây giờ hàm của biến ngẫu nhiên thì trong phân phối chuẩn á, thầy đã mắc nợ các em cái công thức: nếu mà x thuộc vào chuẩn normal mu sigma bình thì tại sao đặt cái biến t bằng x trừ mu chia sigma thì lại thuộc chuẩn đơn giản không một. Ở đây ta sẽ giải quyết cái bài toán đó, nhưng ta sẽ giải quyết tổng quát hơn và bài toán đó chỉ là trường hợp riêng nhé. Như sau, bây giờ tất nhiên ta phải phân biệt ra hai trường hợp. Thì biến của ta luôn luôn là biến rời rạc và biến liên tục. Biến rời rạc thì nói chung là đơn giản, hầu như cái nào đụng rời rạc thì sinh viên và học sinh thoải mái hơn, thì nó chỉ cần tính toán thôi, tính toán cộng trừ nhân chia, phải không, đếm ô đại khái như thế. Còn đối với biến liên tục thì lại đụng đến những khái niệm về toán nặng nề hơn, vi tích phân. Đấy, vi tích phân, thậm chí ta học vector ngẫu nhiên ta sẽ đụng đến tích phân hai lớp, ba lớp. Đấy, những cái đó thì nó phức tạp hơn. Bây giờ hàm của biến ngẫu nhiên trong trường hợp rời rạc thì rất đơn giản các em, rất đơn giản nhá. Cứ rời rạc là đơn giản, cứ rời rạc ta cứ nghĩ nó là đơn giản thôi. Ví dụ như vậy, với biến ngẫu nhiên rời rạc đó, thì người ta cho, thường thì người ta cho cái bảng phân phối xác suất, đúng không, với một chiều thôi, x1 x2 cho đến xn, rồi p1 p2 cho đến pn. Vậy là cho cái bảng phân phối xác suất. Bây giờ ta tìm cái hàm của nó. Ví dụ cho x, tìm y là phi x, phi x bằng x bình phương chẳng hạn. Giờ cụ thể mấy cái này đơn giản cụ thể nhé, làm một thí dụ thôi, tất cả những thí dụ sau các em làm tương tự, không có gì khó nhé. Vấn đề là rời rạc thì ta cứ việc ta làm bình thường, mà ta để mô ta sắp xếp lại là xong. Đây, bây giờ biến ngẫu nhiên rời rạc x có cái bảng phân phối xác suất đây: trừ 1, 0, 1, 2, P1, P2, P3, P4 này. Tất nhiên đây phải là hệ đầy đủ, cộng lại chắc chắn phải bằng 1, đúng không? Bây giờ ta tìm x bình, phi của x bình. Phi của x bình thì cũng đơn giản nha, thì ta cứ bình phương lên bình thường, ta bình phương lên và cái nào trùng nhau thì ta nhóm nó lại là xong, đúng không? Như sau, đây x, đây x nhá, đây phản x. Bây giờ x bình của nó thầy bình phương lên thôi, bình phương bình thường. Và như vậy có hai cái này là trùng nhau các em, x bình có hai cái anh số 1 này trùng nhau thì ta để một số 1 thôi chứ, để một số 1 rồi tương ứng các cái điểm này ở cái bảng phân phối xác suất của x ta mang sang thôi. 0 thì ta để là 0.3 đúng không, 4 thì ta mang sang là 0.2, nhưng riêng cái 1 này nè thì ta phải cộng hai cái anh trừ 1 với 1 lại, hai anh trừ 1 với 1 lại, cái trừ 1 là 0.1 mà cái 1 là 0.4. À, như vậy ta cộng lại thì cái bảng vàng này nó cũng cho ta hệ xác suất đầy đủ, đúng không các em? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Và như vậy đây chính là bảng phân phối xác suất của y nhá. Thì nghĩ là cái rời rạc thì không có gì khó, nó chỉ khó cái phần liên tục,
thì thầy sẽ đề cập sâu hơn ở cái phần liên tục. Đây, trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục thì thường người ta sẽ cho cái bài toán như sau. Biết x nghĩa là biết hàm phân phối f lớn x hay hàm mật độ f nhỏ x. Bây giờ ta đi tìm hàm phân phối f lớn của y hay là hàm mật độ f nhỏ của y lớn là bằng bao nhiêu? Với y bằng phi x. Cho trước, tức là cho x nè, cho cái hàm phi x nè. Đấy, cho x có thể là cho hàm mật độ, có thể cho hàm phân phối. Bây giờ người ta bắt mình tìm cái hàm mật độ của y lớn hay là hàm phân phối của y lớn. Thì cái này ta dựa hoàn toàn vào định nghĩa các em để ta tính toán. Ta dựa vào hoàn toàn bằng định nghĩa nhá. Định nghĩa như vậy. Thì nhắc lại thôi. Tất nhiên các em đã biết rồi. Cái hàm phân phối của y lớn á, y lớn á, ở đây thì dùng cái biến x nhá, dùng biến x. Thì xác suất của nó chính là cái hàm này chính là xác suất của tất cả những y đứng trước x. Đúng không? Đứng trước x. Bây giờ ta thế cái hàm y, ta thế cái hàm y vào. Hàm y chính là y bằng phi x lớn nhỏ hơn x. Và cái này nó cho ta cái công thức tính xác suất trở về với biến x, trở về với biến x. Thấy không? Thì ta sẽ lấy tích phân của cái hàm f nhỏ x UDU, FUDU đó với điều kiện là lấy trong cái mền mà phi u nhỏ hơn x nhỏ. Phi u nè, phi x nhỏ hơn x thì phi u nhỏ hơn x nhỏ. Ta sẽ lấy trong cái mền dx là như vậy nhá. Cụ thể để khơi khơi như vậy thì nó có vẻ nó hơi khó chịu phải không, nhưng đây chính là cái định nghĩa để ta tính toán cái hàm f lớn y này đây các em. Rồi, rồi bây giờ để cụ thể hóa hơn nhá, cụ thể hóa hơn. Đầu tiên ta chứng minh cái mà thầy thiếu nợ các em đó, x thuộc n mu sigma bình, t là biến a nhân x, a là hằng số các em, b cũng là hằng số, a nhân x cộng b, thì cái biến này nè, ax cộng b nó sẽ thuộc vào chuẩn. Cái này thuộc chuẩn thì cái biến này cũng thuộc chuẩn. Chuẩn gì? Chuẩn mu của nó lại biến thành a mu cộng b, à nó giống như là cái thế x bằng mu thôi. Rồi, với sigma bình thì nó thêm cái a vào thôi, thêm cái a vào, a sigma tất cả bình phương nha. Thì cái này ta có thể giải, tất nhiên là ta phải chứng minh cái này là thuộc chuẩn thì cái này là thuộc chuẩn đấy nhá. Ta phải dùng cái công cụ về cái hàm, công cụ về hàm như nãy đây. Giả sử như a lớn hơn không, còn a nhỏ hơn không thì chứng minh tương tự nhé. Bây giờ ta sẽ tìm cái hàm phân phối của t lớn nghe, t lớn thì f t lớn x thì theo định nghĩa đây thì xác suất của t lớn nhỏ hơn x. Rồi mình thế cái t lớn bằng cái này, thế t lớn bằng ax cộng b bằng cái này đây. Rồi vì a nhỏ, a dương cho nên thầy chia, thì chuyển vế thì chia cho a thì x nó nhỏ hơn cái biến này, x chia b chia a. Và cái này theo định nghĩa thì lại là f lớn của x, đúng không? Theo đúng định nghĩa của hàm phân phối, f lớn của x của cái biến này, của cái cực phải này đây. Đấy. Đúng không? Như vậy đây f(t) là x bằng f lớn x chia của cái biến x chia b chia a. Bây giờ thầy sẽ lấy đạo hàm hai vế nhá. Thầy lấy đạo hàm của cái hàm này, lấy đạo hàm của cái hàm này. Hai hàm này bằng nhau thầy lấy đạo hàm. Nhớ, thầy lấy theo biến x nha. Thầy lấy theo biến x.
thì lấy theo bên x nào, thì cái bên này đó thì nó sẽ là f nhỏ t lớn x, lấy đạo hàm của f lớn thì ra f nhỏ, đúng rồi, đạo hàm bên này cũng là f lớn thì ra f nhỏ, đây đạo hàm này nhá, theo x nhỏ thì nó sẽ ra là f nhỏ x đây, nhưng mà biến nào thì nó phải theo biến đó, biến ở đây là x trừ b, và nhớ là lấy theo x, biến x, và ta phải chú ý cách lấy đạo hàm hợp đây này. Ở đây nó tòi ra cho mình là một chia a là ở đâu các em, cái này nè, cái này thì là lấy do đạo hàm ở cái vế trái ở bên này thì ra là f nhỏ t đây, còn đạo hàm của cái này, đạo hàm của cái này thì nó f lớn x nó sẽ ra là f nhỏ của x, biến thì nó theo biến đúng rồi, nhưng mà nó tòi ra một trên a là ở đâu ra đó các em, ở đâu xuất hiện cái này là do đạo hàm hợp, tức là đạo hàm của cái biểu thức này đây nè, tại ta lấy theo x mà thì đạo hàm hợp của nó là có một trên a nữa nè, đúng không? Đấy, như vậy ở đây nó cái một trên a nó xuất hiện là do đạo hàm hợp nhá. Còn bây giờ ta tính cái f này ta đã biết, bây giờ ta thế cái biến x nhỏ bằng x trừ b chia a, ta thế vào đây thôi, nhớ không? Hàm này là hàm ta đã biết rồi, hàm này là hàm mật độ xác suất, hàm mật độ xác suất, nhưng mà lúc này là biến này nhá, x trừ b chia a, đấy, x trừ b chia a trừ mu tất cả bình phương chia cho 2 sigma bình, còn dưới này là 1 chia cho sigma căn của 2 pi, nhớ ở đây nó có thêm 1 trên a nữa. Đó. Bây giờ ta biến đổi cái này một tí, ta nhân cái này lên ta bình phương, ta biến đổi nhá, đây biến đổi, đây biến đổi cái này nè thì nó sẽ ra là x trừ cho a mu cộng b tất cả bình, cái a này nè, a bình lại mang xuống như này rồi, hai này vẫn giữ cố định, dấu trừ vẫn giữ cố định, như vậy là a bình ở đây nè, tức là đây là bình phương mà, a bình ta mang xuống dưới, còn cái phần hệ số ở ngoài thì có thêm cạnh a sigma. Như vậy ở đây ta thấy một cái hình thức ấy, 1 chia cho sigma căn 2 pi e x trừ mu tất cả bình chia cho 2 sigma bình. Như vậy lúc này a sigma lại đóng vai trò sigma, và mu lúc này lại đóng vai, a mu cộng b lại đóng vai trò của mu. Đó, chính vì thế một cách hình thức đây chính là hàm mật độ mà có mu chính là a mu cộng b, và có sigma chính là a sigma, đúng không các em? Đấy, và như vậy hiển nhiên ta có thể chứng minh cái hệ quả là cái biểu thức xanh rồi. Bây giờ ngoài ra đó, chứng minh đây là có thể hết, chứng minh đến đây là có thể hết, ta có thể kiểm tra lại e của t và e của ax cộng b, thì thầy đã nói từ chương đầu nó sẽ bằng a của ax cộng b, đúng không? A mình mang ra ngoài được, b là hằng số thì nó vẫn là hằng số, như vậy e của x chính là mu, như vậy a mu cộng b. Ta kiểm tra cái va của t chính là cái này, nhớ a là hằng số, muốn mang ra khỏi va thì phải có bình phương, còn va của b là hằng số thì không thể nào có sai biệt ở trong b, cho nên bằng không, vậy cuối cùng là a bình va 3x, nhưng mà là a bình của sigma bình. Đấy, ta một lần nữa thì ta kiểm tra lại cái này thôi nhá, kiểm tra lại cái này, nhưng chứng minh đầy đủ vẫn là phải chứng minh như trên màn hình thì chứng minh, còn này ta chỉ kiểm tra lại và kiểm tra cái kỳ vọng mà phương sai thôi, còn ở đây thầy chứng minh đây là normal, x thuộc normal thì cái này thuộc normal, thì hoàn toàn bằng cái công cụ đạo hàm, chứ không thể nào ta chứng minh hai cái này rồi ta kết luận đây thuộc chuẩn a mu cộng b và a sigma bình nhá. Vì sao vậy? Vì cái này ta chỉ kiểm tra được kỳ vọng mà phương sai, chứ ta không chứng minh được nó là thuộc bậc chuẩn. Đấy, thì cái phần này ta chứng minh được nó thuộc chuẩn luôn. Thì các em thấy là cái công cụ của giải tích hàm một biến và hàm nhiều biến sẽ sử dụng ở cái phần này rất nhiều. Những cái bài sau thì sẽ có nhiều bài tập phức tạp hơn.
Anh em chú ý lắng nghe và nhớ là nên làm nhuần nhuyễn, làm bài tập nhiều để theo dõi bài giảng của thầy dễ dàng hơn. Thầy đến đây, thầy xin chào các em. Thân ái, các em đã lắng nghe bài giảng.